Gió đánh cành dưa, gió đập cành dưa, mưa chiều ướt áo, anh đưa em về. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa. Chỉ có mỗi một mình em mới biết được là em muốn lấy chồng hay chưa. Ấy thế mà xin thưa tới quý vị và các bạn, cái cô này cô ấy cũng 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 nhớn rồi, cô này cô ấy cũng nhớn rồi. Thế mà thầy cô ấy lại hỏi là thế con này muốn lấy chồng hay chưa. Cô ấy thì đứng nhà, cứ thầy cứ vân về gấu áo. Quý vị và các bạn cứ hình dung một cái cô gái lớn rồi, thế mà thầy lại hỏi là con muốn lấy chồng hay chưa, nhưng mà cô ấy chưa trả lời được, mà cô ấy đứng thì tay cô ấy cứ vân về cái gấu áo, tay cứ vân về cái gấu áo. Thế xong là cô mới bảo u cô ấy là hôm qua thầy hỏi con muốn lấy chồng hay chưa. U thế con nhớn rồi, thầy hỏi cái câu ấy kỳ ghê, kỳ ghê nhá. Trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái cục dàn của hãng Sony. Cục dàn này là ở cái bộ dàn hai cái loa mình không mua được, mình chỉ mua được cái cục máy này thôi. Nhưng mà cái cục máy này mua về thế nhưng mà kiểm tra sơ bộ thì nó không có tiếng, không có tiếng. Bây giờ cho nó ăn điện thì trước tiên là cái cục dàn này nó đa cầu điện, ở đằng sau nó có cái công tắc chuyển điện 100V và 220V, tức là ta có thể cho nó ăn 100V, còn nếu như không ngại ăn nhiều điện thì ta cho nó ăn 220V. Thì mình đang để cái thể là ăn 220V. Tình trạng sau khi cho ăn điện, cái này nó gồm có radio là một này, chức năng đấy, radio là một này, băng cassette là hai này, đĩa CD là ba này, và đường lay in là bốn. Thì sau khi cho ăn điện thì radio vẫn dò được sóng, vẫn dò được sóng, thế nhưng lại không ra tiếng. Chuyển sang lay in vẫn chuyển sang bình thường nhưng không ra tiếng. Cái đèn nháy ở đây nó vẫn có, không ra tiếng. Hai cửa băng cassette Trần Văn Tịt, đĩa CD Trần Văn Tịt. Mình thanh lý cái cục này với một mức thóc gọi là bán đồng nát, bán đồng nát. Ở trong khu vực mình ở thì người ta không gọi là đồng nát, gọi là bán ve chai, bán ve chai. Đấy. Cái cục máy này nặng khoảng tầm tầm 8 cân đấy, 7 8 cân. Chắc chắn là như vậy, nặng lắm nhá. Bây giờ mình dùng cái kích thước ở đây để mình đo đấy, để cho mọi người thấy cái kích thước cho nó có ấn tượng không. Chiều này là 22,5 cm, chiều ngang là 22,5 cm, chiều cao là 28,5 cm, chiều sâu là 23,5 cm. Đấy, cân nặng khoảng 7-8 cân nhá, dưới một yến. Đấy, dưới một yến, mà một yến thì là 10 kg, dưới 10 kg, thế nhưng chắc chắn phải tầm 7 cân, 7 cân 8 cân, nặng lắm. Thì cái núm volume này mua nó cũng không có đâu, không có đâu. Nên là, nếu mà có ai mà mua thì lát nữa mình sẽ kiếm cái núm volume khác mình lắp vào. Đấy, nó vừa rồi. Thì mình bán là cái thể đồng nát về, thứ nhất là sửa được thì sửa, mà không sửa được thì lấy đồ. Đơn giản nhất là cái cục biến áp nguồn. Cục biến áp nguồn này của nó là ăn 220V, phục vụ vào nhiều cái khác được nhá. Ở trong vẫn còn đầy đủ đồ mà cũng chẳng có đào bới xới lộn gì cả, tháo ra coi như thế là kiểm tra sơ bộ các thứ thì không thấy thì lại lắp vào ngay. Đấy, thì cái này ấy, theo mình là có nhiều khả năng là nó tịt IC công suất, mà cũng không biết có phải không, thế nhưng mà có nhiều khả năng như vậy. Tại vì mình điều chỉnh volume thì nó vẫn lên, điều chỉnh volume to nó vẫn lên, bé nó vẫn xuống, equalizer vẫn hoạt động, thế nhưng lại không có tiếng, thì chắc là nó tịt IC công suất. Cái này chạy IC công suất.
nhá. Đấy thì cái tình trạng nó như vậy thì thanh lý để anh em thợ hoặc là ai mà có nhu cầu mua những cái này về để lấy đồ, hoặc là anh em thợ mua về để sửa chữa lại hoặc là lấy đồ nhá. Trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc đồng nát 150.000 đồng nhá. Nếu bóc tách ra 50.000 tiền thùng xốp thì chỉ còn có 100.000 cái cục máy này, thì 100.000 thêm vào trong lấy biến áp. Biến áp ở cái cục dàn Sony này thì đương nhiên là biến áp quấn bằng dây đồng rồi, không bàn cãi gì. Cục dàn Sony này có model là FH B 170 170. Đấy, hay là nhà sản xuất có cái thông điệp là khi nó hỏng thì bán 170.000 đồng, để mình cũng không biết có phải không, nếu không phải thì quý vị và các bạn thông cảm cho nhá. 150.000 đồng, 150.000 đồng là cái cục máy này đấy. Thế còn vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả, người bán mà trả nữa thì có mà bán nhà. Sony này. Đấy, HCD H170 này. Ở trong đầy đủ đồ nhá, ở trong đầy đủ đồ. Đấy, quý vị và các bạn ai mà có nhu cầu trần văn chốt thì mình tháo ra, mình tháo cái vỏ ra xem cho nội xoay ở bên trong, xong là cắm điện test. Test nhưng không test tiếng đâu, tại vì nó có tiếng đâu mà test. Chỉ có cái test là bật nguồn lên này, nguồn là nó vẫn lên bình thường này, rồi chuyển chế độ light intabia CD radio chuyển bình thường, volume to nhỏ điều khiển vẫn bình thường, mỗi độ không có tiếng. Mà không có tiếng thì mình nói rồi, có nhiều khả năng là nó tịt IC công suất. Thì cái khả năng mà phán đoán của nông dân thì có khi là đúng, có khi là sai, thế nhưng mà mình cứ phán đoán trước, may ra thì nó đúng nhá. Đấy, thế là nếu mà không đúng thì cũng cũng là một cái thông điệp gửi tới. Thế cho ví dụ như quý vị và các bạn mà mua về mà lại không phải cháy IC công suất thì càng tốt nhá. Thế còn nếu mà nó mà cháy IC công suất thì đúng như thông điệp của mình phán đoán. Đấy, thì lại biểu dương nông dân. Còn nếu mà nó không phải cháy IC công suất thì vỗ đùi lên đét chứ cần cái gì nữa nhá. 150.000 đồng. Thôi thế mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.